Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Thái Dũng Văn Bạch xin giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm máy quét 1D không dây hiện tại rất thịnh hành trên thị trường ha. Đó là cái mã Zipr LI4278. Sau đây mình xin đập hộp nó ha. Nhanh thôi. Đây. Bên trong nó gồm hai thành phần, một là cái thân máy, hai là cái đế ha, và ba là dây cáp để kết nối. Rồi đây chúng ta sẽ khui từng thành phần trong đó ha. Đây là cái thân máy quét của nó. Đây okay. Đây là cái phần đế ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy này luôn, rất là đơn giản ha. Đây là cái dây cáp kết nối. Thì dây cáp này sẽ kết nối giữa cái chân đế và cái máy tính. Đây. Sao ha? Đây tín hiệu đã nhận, nó nổi lên liên quan là đã nhận tín hiệu ha, nguồn từ máy tính. Rồi bình thường, ở trạng thái bình thường thì máy sẽ như thế này. Các bạn không sử dụng thì các bạn để máy lên cái thân cái chân đế để nó sạc pin ha. Còn khi các bạn sử dụng thì các bạn nhấc máy khỏi chân đế vào quét. Các bạn xem tính năng của nó như thế nào ha. Đây là máy quét mã vạch 1D. Ok.